xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong đêm qua, tác động của một đợt gió mùa đông bắc mới đã khiến cho miền Bắc chuyển lạnh và mưa. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất với nhiệt độ đang giảm đi vài độ so với cùng thời điểm của 24 giờ trước đó là các tỉnh vùng núi giáp biên giới phía đông bắc bộ. Trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, khu vực phía bắc vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6. Các tỉnh ven biển trung bộ, khu vực tây nguyên và nam bộ ít mưa và thời tiết ít có sự thay đổi so với 24 giờ trước. Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mà ở vịnh bắc bộ, vùng biển ngoài khơi trung bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Từ gần sáng ngày hôm nay đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Hiện nay khối khí lạnh trong sáng nay tiếp tục tràn xuống khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Những cơn gió đông bắc mang theo hơi lạnh liên tục thổi với cường độ đạt mức cấp 3 cấp 4 trong đất liền và cấp 5 ở vùng ven biển, có nơi còn kèm theo mưa nên khiến cho nền nhiệt giảm nhanh, cảm giác rét càng lúc càng ngấm dần, đặc biệt vào tối và đêm nay. Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết, đây là đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh và sẽ gây ra một đợt rét đậm cho các tỉnh phía Bắc trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ dưới sự che chắn của ở dãy Hoàng Liên Sơn nên sáng nay thời tiết còn ổn định. Sau đó đến khoảng trưa và chiều không khí lạnh mới tác động đến khu vực Hòa Bình, Sơn La và gây mưa đồng thời làm giảm nhiệt độ trên khu vực này. riêng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu vào lúc trưa nay nhiệt độ vẫn còn ở mức 25 đến 27 độ. Đây là hai nơi ít chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nhất tại Bắc Bộ. Không khí lạnh cũng di chuyển xuống bắc Trung Bộ trong chiều nay khiến cho trời chuyển nhiều mây và có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Đồng thời nhiệt độ giảm dần từ trưa và chiều đến đêm nay nhiệt độ có thể ở mức 15 đến 17 độ trời Đời gió đông bắc trên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi hoạt động mạnh dần cũng là nguyên nhân gây ra mưa trên khu vực này vào chiều tối và đêm nay nhiệt độ trên toàn khu vực cũng giảm dần các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ 29 đến 32 độ. Riêng khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời còn rét, có nơi rất đậm rất hại trong 2 đến 3 ngày tới. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét nhưng mưa giảm dần, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng giảm về ban đêm. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng không mưa, từ trưa và chiều sẽ có mưa, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho đến 23 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 15 cho đến 20 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây có mưa, gió đông bắc mạnh cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa, gió tây bắc mạnh cấp 3 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 24 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, từ trưa chiều, chiều mai trời chuyển nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 30 độ, còn nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi và ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mới thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ khu vực biển đông, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5 đến chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, giật trên cấp 6 biển động, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.